ông Trump quyết chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trước khi nhậm chức. Hơn 100 nam giới Ukraine tìm cách trốn quân dịch mỗi ngày. Thêm thành viên NATO gửi tên lửa Storm Shadow tới Ukraine. Thủ tướng Netanyahu tuyên bố giao tranh khốc liệt ở Rafah sắp kết thúc. Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế được cập nhật mới nhất trên kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Bản tin hôm nay sẽ có những sự kiện nào đáng chú ý? Mời quý vị đến với phần điểm tin nổi bật. Cuối tuần trước, phát biểu tại sự kiện vận động tranh cử ở Philadelphia, Pennsylvania, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nếu tái đắc cử vào cuối năm nay, ông sẽ giải quyết xung đột Nga-Ukraine, thậm chí trước khi nhậm chức. Ông Trump nói, trước khi tôi ngồi vào phòng bầu dục, ngay sau khi tôi đắc cử Tổng thống, tôi sẽ giải quyết cuộc xung đột khủng khiếp giữa Nga và Ukraine. Theo truyền thông, lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Theo hãng tin TASS, ông cũng cam kết ngăn chặn Thế chiến thứ ba. Cũng tại sự kiện này, ông Trump đã kêu gọi những người ủng hộ cơ đốc giáo bỏ phiếu cho mình và thu hút cử tri da màu bằng cách hứa hẹn khắc phục tình trạng bạo lực tại đây. Ông Trump nhấn mạnh, thành phố tình huynh đệ đang bị tàn phá. Thành phố tình huynh đệ là biệt danh của Philadelphia, thành phố lớn thứ 5 của Mỹ và có đông người da màu. Trước hàng ngàn người tại cuộc vận động tranh cử được tổ chức ở Đại học Temple sau đó, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa cam kết sẽ cho cảnh sát quyền miễn trừ để thực hiện nhiệm vụ tăng cường nguồn lực liên bang cho các thành phố đang chống lại bạo lực. Ông Trump cũng bác bỏ thống kê của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, gọi những con số này cho thấy mức độ tội phạm bạo lực và giết người đã liên tục giảm trên khắp nước Mỹ trong 3 tháng đầu năm 2024 là giả mạo. Ông Trump tuyên bố, dưới thời chính quyền Trump, chúng tôi đã đưa luật pháp, trật tự và an toàn trở lại đường phố của chúng ta. Cựu Tổng thống cũng mô tả những người nhập cư bất hợp pháp vào nước này là nguy hiểm, cáo buộc chính quyền Tổng thống Biden mở cửa biên giới để những nhóm này cướp việc làm của những người Mỹ da màu. Cũng tại Philadelphia ngày 22 tháng 6, khi dừng chân tại một nhà hàng, ông Trump tiết lộ ông đã dự định chọn ai làm ứng viên phó tổng thống. Mỹ sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11. Cựu Tổng thống Donald Trump đã giành được số phiếu sơ bộ cần thiết để giành được đề cử của Đảng Cộng Hòa. Ông Trump sẽ tái đấu với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, ứng viên của Đảng Dân Chủ. Mới đây, người đứng đầu Cục Kiểm soát Biên phòng Ukraine Igor Matveichuk cho hay, mỗi ngày nước này ghi nhận hơn 100 nam giới tìm cách rời khỏi đất nước để tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ông đồng thời thừa nhận rằng con số thực tế có thể còn cao hơn. Theo ông Matveichuk, con số 100 bao gồm cả những người cố gắng rời khỏi Ukraine bằng cách vượt qua các trạm kiểm soát ở biên giới một cách bất hợp pháp và những người tìm cách trốn qua đường tiểu ngạch, ví dụ các khu vực bảo vệ sơ sài. Ông Matveichuk cũng lưu ý rằng số liệu thống kê gồm những người bị lực lượng tuần tra và giới chức Ukraine bắt giữ hoặc những người bị chính quyền nước ngoài báo cáo là có hành vi vượt biên. Theo ông, hầu hết những người trốn quân dịch đều bị bắt, nhưng hành vi này chỉ bị phạt tiền. Ông Matveichuk nói thêm rằng những người chủ mưu các đường dây vượt biên có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự. Cuối tuần qua, theo nhà báo Ukraine Vitaly Glagola, chính quyền nước này đã bắt một nhóm vượt biên có tổ chức gồm 47 người đàn ông. Những người này đang cố gắng rời khỏi đất nước để đến Moldova. Đây được xem là một trong những vụ bắt giữ người trốn quân dịch lớn nhất ở Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát. Ukraine tuyên bố tổng động viên ngay sau khi cuộc chiến với Nga nổ ra, cấm hầu hết nam giới trong độ tuổi từ 18 tới 60 rời khỏi đất nước. Tuy nhiên, nỗ lực này đã gặp trở ngại khi xuất hiện các hành vi tiêu cực và các kế hoạch trốn quân dịch. Năm ngoái, Ukraine đã thay toàn bộ lãnh đạo cơ quan tuyển quân địa phương. Gần đây, nhằm duy trì lực lượng trong cuộc chiến tiêu hao với Nga, Ukraine đã thông qua một đạo luật hạ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 và một đạo luật khác thắt chặt đáng kể các quy định huy động. Đồng thời, những người tìm cách vượt biên trốn quân dịch cũng đối mặt với hiểm nguy trên đường bỏ trốn. Tờ Fatto Quotidiano mới đây đưa tin Italy đang xem xét gửi tên lửa Storm Shadow tới Ukraine như một phần của gói hỗ trợ quân sự mới. Việc giao hàng có thể diễn ra vào cuối tháng 6 này. Báo cáo chỉ ra rằng quyết định này phù hợp với sáng kiến rộng hơn của Liên minh nhằm hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Một quan chức trong chính phủ Italy đã đề cập rằng quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong những tuần tới sau những cuộc thảo luận với các đồng minh NATO và tham vấn với các quan chức Ukraine. Đề xuất này cũng sẽ được đánh giá trong chiến lược rộng hơn của các nước châu Âu nhằm hỗ trợ Ukraine. Tên lửa Storm Shadow là tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không do Pháp và Vương quốc Anh phát triển.
Tên lửa này được thiết kế để nhắm vào các cơ sở hạ tầng có giá trị cao, được bảo vệ tốt như căn cứ không quân, cơ sở radar, trung tâm liên lạc và các tài sản chiến lược khác. Storm Shadow nổi tiếng với độ chính xác và khả năng tránh né hệ thống phòng thủ của đối phương, khiến nó trở thành một thành phần quan trọng trong kho vũ khí của các nước NATO. Về kích thước, tên lửa Storm Shadow có chiều dài khoảng 5,1m, sải cánh khoảng 3m, trọng lượng của tên lửa tương đối lớn, lên tới khoảng 1.300 kg, nhưng điều này cũng gây áp lực đáng kể cho tải trọng của những máy bay mang nó. Hệ thống đẩy của tên lửa Storm Shadow là động cơ phản lực, cho phép nó duy trì tốc độ cận âm khi di chuyển quãng đường dài. Động cơ tên lửa được thiết kế đặc biệt, mang lại sự cân bằng giữa tốc độ và hiệu quả sử dụng nhiên liệu, đồng thời cho phép tên lửa tiếp cận mục tiêu một cách chính xác. Storm Shadow được trang bị các hệ thống dẫn đường tiên tiến như GPS và dẫn đường tham chiếu địa hình, cho phép tên lửa bay ở độ cao thấp và tránh bị radar đối phương phát hiện. Tên lửa cũng có các hệ thống dẫn đường phức tạp, bao gồm hệ thống dẫn đường quán tính INS và đầu dò hình ảnh hồng ngoại IIR để dẫn đường ở giai đoạn cuối. Tên lửa Storm Shadow có thể sử dụng nhiều loại đầu đạn, phổ biến nhất là đầu đạn Brach, Bomb Royal Ordnance Augmented Charge. Đầu đạn này được chế tạo để xuyên thủng các mục tiêu kiên cố và mang theo một lượng thuốc nổ mạnh. Đầu đạn Brach được thiết kế với hai đầu đạn, khi chạm vào mục tiêu đầu đạn thứ nhất sẽ tạo ra lỗ thủng ban đầu. Tiếp theo, đầu đạn chính sẽ xuyên vào trong và tối đa hóa thiệt hại bên trong mục tiêu. Phạm vi hoạt động của tên lửa Storm Shadow là khoảng 560 km, khoảng 350 dặm cho phép nó tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương, mà máy bay mang tên lửa vẫn ở khoảng cách an toàn, nằm ngoài hệ thống phòng thủ của đối phương. Với phạm vi hoạt động như vậy, Storm Shadow thực sự là một vũ khí chiến lược rất phù hợp để tiến hành các cuộc tấn công chính xác mà giảm thiểu được rủi ro cho các máy bay chiến đấu. Tên lửa có thể được trang bị trên các loại máy bay tiên tiến nhất của châu Âu như Eurofighter, Typhoon, Dassault Rafale và Panavia Tornado. Ngoài ra, Storm Shadow cũng có thể được tích hợp với các nền tảng máy bay chiến đấu khác, cho thấy tính linh hoạt của loại tên lửa này trong chiến đấu. Các quốc gia phương Tây đang cung cấp cho Ukraine nhiều hệ thống vũ khí tiên tiến, nhưng việc gây nhiễu GPS của Nga lại là một thách thức đáng kể. Vào cuối tháng 5 năm 2023, các quan chức Ukraine đã nhấn mạnh sự nguy hiểm từ các hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Điều thú vị là bom đường kính nhỏ GBU-39 của Mỹ đã chứng minh được khả năng chống chịu trước các máy gây nhiễu của Nga với gần 90% các phát bắn trúng mục tiêu dự định. Mặt khác, các phiên bản cải tiến trên mặt đất của GLSDB, bom đường kính nhỏ phóng từ trên không đã giảm dần độ chính xác, trong khi đó tên lửa Storm Shadow của Anh vẫn hoạt động tốt trước tác chiến điện tử của Nga, bởi tên lửa có nhiều hệ thống định vị, bao gồm bản đồ địa hình được tích hợp bên trong kết nối với tín hiệu GPS. Bất chấp những cải tiến từ Ukraine, lực lượng Nga đã đánh chặn thành công một số tên lửa loại này. Nga đã đầu tư rất nhiều vào các hệ thống tác chiến điện tử, chứng tỏ có hiệu quả cao trong việc làm gián đoạn các hoạt động và hệ thống vũ khí của Ukraine. Ngày 23 tháng 6, trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với truyền thông trong nước, kể từ khi xung đột với Hamas nổ ra hồi tháng 10 năm 2023, Thủ tướng Netanyahu cho biết giai đoạn giao tranh khốc liệt ở thành phố Rafah sắp kết thúc và vạch ra kế hoạch về tương lai Gaza hậu xung đột. Ông nói, giai đoạn ác liệt của nó ở Rafah sắp kết thúc, nhưng điều đó không đồng nghĩa cuộc chiến sắp chấm dứt. Theo ông, Netanyahu cho biết, sau khi giai đoạn khốc liệt đi qua, Israel sẽ tái triển khai một số lực lượng đến biên giới phía Bắc với Liban, khu vực chứng kiến giao tranh căng thẳng gần đây. Ông nói, chúng tôi làm điều đó chủ yếu vì mục đích phòng thủ, song cũng nhằm để đưa những cư dân sơ tán trở về nhà. Hàng chục nghìn người Israel ở biên giới phía Bắc đất nước đã phải di rời vì các cuộc giao tranh gần như hàng ngày giữa lực lượng Israel và nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban. Thủ tướng Israel nói thêm, ông sẽ không đồng ý bất kỳ thỏa thuận nào yêu cầu chấm dứt cuộc chiến ở Gaza. Theo giới quan sát, bình luận này cho thấy ông có thể sẵn sàng chấp nhận thỏa thuận tạm ngừng xung đột để tạo điều kiện giải cứu thêm một số con tin vẫn bị Hamas giam ở Gaza. Ông tuyên bố, mục tiêu vẫn là giải cứu những người bị bắt cóc và nhổ tận gốc Hamas ở Gaza. Tuy nhiên, quan chức Mỹ hoài nghi về mục tiêu phá hủy hoàn toàn Hamas của Israel. Trong khi người phát ngôn của quân đội Israel, Daniel Hagari cũng thừa nhận Hamas không thể bị xóa sổ. Ông Hagari nói rằng, Hamas là một hệ tư tưởng và chúng tôi không thể xóa bỏ hệ tư tưởng. Khi được hỏi về kịch bản hậu chiến ở Gaza, Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel sẽ duy trì vai trò kiểm soát ở khu vực trong tương lai gần. Trước khi đưa ra bình luận chi tiết nhất về kế hoạch hậu chiến ở Gaza, ông nói, chúng tôi tất nhiên sẽ nắm quyền kiểm soát quân sự trong tương lai gần. Ông cho biết thêm, chúng tôi muốn thành lập chính quyền dân sự với người Palestine địa phương
và sự hậu thuẫn từ các quốc gia trong khu vực nếu có thể để quản lý nguồn cung viện trợ nhân đạo và sau đó là những vấn đề dân sự ở dải Gaza. Lãnh đạo Israel nhấn mạnh, hai điều cần phải làm ở Gaza đó là phi quân sự hóa khu vực nhờ vào IDF và thành lập chính quyền dân sự. Hồi đầu tháng này, ông Benny Gantz và quan sát viên Gadi Eisenkot đều thuộc đảng đối lập thống nhất quốc gia tuyên bố giờ nội các chiến tranh Israel vì cho rằng Thủ tướng Netanyahu không có kế hoạch hiệu quả cho chiến dịch và tương lai hậu chiến ở Gaza. Khoảng 150.000 người Israel cuối tuần qua đã biểu tình phản đối chính phủ của Thủ tướng Netanyahu, yêu cầu tổ chức bầu cử sớm và tìm kiếm thỏa thuận trả tự do cho các con tin. Tuy nhiên, ông Netanyahu cảnh báo, nếu chính phủ của ông sụp đổ, chính phủ cánh tả sẽ được thành lập và họ sẽ làm điều này ngay lập tức, đó là thành lập nhà nước Palestine, gây nguy hiểm cho sự tồn vong của chúng ta.